Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngựa chiến Đinh Văn Nơi bị cài vào thế trên đè dưới búa. Ông Nơi sẽ xử lý sao đây? Làm tướng công an với tư duy chính trị thuộc hạng khá như ông Trần Đại Quang mà còn trở thành một con nai tơ so với những con người cáo già chính trị trong tứ trụ, thì đối với một đại tá như Đinh Văn Nơi có thể nói là tư duy chính trị khá non nớt, thậm chí non hơn Tô Lâm, người bị đánh giá là hữu dũng vô mưu trong bộ chính trị. Ông Đinh Văn Nơi ở vào thế nếu không có tướng tiên phong thì không có cơ hội tiến thân, còn thể hiện là lính tiên phong thì ắt trở thành công cụ cho những kẻ làm chính trị ở tầng phía trên. Hiện nay người ta đang đánh giá ông Đinh Văn Nơi là công cụ cho ông Tô Lâm để thực hiện những vụ án khó nhất. Với ông Đinh Văn Nơi, ông đang rất tự tin là không có vụ án khó nào cản trở được ông. Đấy là suy nghĩ theo lối ngựa chiến, rất tốt và cũng rất nguy. Đây là hình ảnh đại tá Đinh Văn Nơi. Quảng Ninh vốn là vùng đất rất giàu, nhiều dự án lớn có liên quan đến những quan chức cỡ bự. Sắp tới Quảng Ninh có 7 thành phố trong một tỉnh mà các dự án liên quan đến hạ tầng xây dựng để lên thành phố là rất lớn. Nơi đấy những quan chức quen lớn sẽ rất nhiều. Ông Đinh Văn Nơi đụng tướng nhớ giới ấy không khác gì đụng vào ổ kiến lửa. Ông Đinh Văn Nơi được điều chuyển từ An Giang ra Quảng Ninh với mục đích là để ông Nơi làm những điều mà người Quảng Ninh không dám làm. Bứt dây thì khắt ắt động rừng, mà rừng tại Quảng Ninh có những cây đại thụ liên quan ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Hiện tại ông Đinh Văn Nơi đang nằm vào thế trên đè dưới búa. Phía trên là ông Tô Lâm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Bộ trưởng Bộ Công an có thể loại ông Đinh Văn Nơi ra khỏi chiếc ghế lớn thuộc ở Bộ Công an. Ở phía dưới là hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, là sân sau của quan chức cộm cán tại Quảng Ninh, mà đặc biệt là vụ án liên quan đến IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà cũng đang bỏ trốn. Ông Đinh Văn Nơi đã lập rất nhiều chiến công ở An Giang, dù chỉ nắm giám đốc công an tỉnh này mới hơn 2 năm. Tuy nhiên ông Nơi là người Nam và làm việc với người Nam thì dù sao cũng có sự hiểu ý nên phối hợp nhau mà tạo ra công lao ấy. Tuy nhiên khi ông Nơi làm việc với người Bắc thì ông Nơi mất đi lực lượng phối hợp tốt như những gì ông đã có ở An Giang và ở các tỉnh trước đó. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang giao nhiệm vụ rất khó khăn cho ông Đinh Văn Nơi. Để có được chiến công ở Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi phải điều khiển được những cấp dưới người miền Bắc. Đây là lực cản không dễ với người miền Nam, bộc trực và nơi ông Nơi. Và tiếp theo là phải tra cho ra và moi cho được những sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư của tỉnh này để giúp ông Tô Lâm lập công với ông Tổng. Và cuối cùng đánh án những vụ án điểm có dấu hiệu cấu kết với các quan chức cấp cao hơn. Ông Đinh Văn Nơi phải thực hiện toàn bộ những điều đó thì xem như ông thành công và có cơ hội tiến thân rất lớn nếu kết quả đạt được tốt. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng làm được những yêu cầu quá sức như vậy. Lâu nay, người miền Bắc và người miền Nam nắm quyền thì dễ, nhưng người miền Nam thành công với những tỉnh phía Bắc là rất hiếm hoi. Đây là hình ảnh liệu ông Đinh Văn Nơi có dám đụng đến sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh tại Quảng Ninh hay không? Mới ra Quảng Ninh được 10 ngày, ông Đinh Văn Nơi đã có được án đầu tiên. Tuy nhiên, những án đó chưa phải là án lớn. Án lớn là liên quan đến công ty IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn hiện đang ở nước ngoài, mà người mà bà Nhàn quen biết là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và rất nhiều các quan chức cấp tứ trụ và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án này được nhiều người dân trông chờ và ông Tô Lâm đang cũng đợi. Đây mới thực sự là vụ án khó. Không biết sắp tới ông Đinh Văn Nơi có biện pháp gì hay không. Đấy là án điểm, nó quyết định nhiều cho sự nghiệp chính trị của ông tướng võ Đinh Văn Nơi. Nếu xử lý vụ án này không xong, e rằng ông Nơi sẽ gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi. Bởi khi ông Tô Lâm không dùng được thì ông ta sẽ vắt chanh bỏ vỏ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng xử phạt tặng huân chương cho Việt Á nhưng lại trừ chậm già. Vào ngày 8 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ khắc phục vi phạm, khuyết điểm, rút kinh nghiệm
trong việc đề cử khen thưởng tập thể cá nhân trong đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm Việt Á. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú chủ trì đã kiểm điểm Bộ Nội vụ trong việc đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân liên quan trong thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới 2019. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng quy kết vụ huân chương tặng Việt Á cho Bộ Nội vụ. Tấm bằng huân chương lao động hạng 3 mà Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch nước đã ký tặng cho Việt Á để Việt Á dùng nó làm bình phong móc nối với 63 tỉnh thành lừa gạt người dân Việt Nam. Nếu không có chữ ký của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước khi đó trên tấm huân chương thì Việt Á không thể lộng hành ở các tỉnh thành trong nước được. Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Phong làm chủ tịch đã đề xuất lên ban thi đua khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ trình chủ tịch nước lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng ký văn bản này, và tấm huân chương đã được ra đời từ đó. Ông Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng, đã thừa nhận ông sai. Ông Giang nói, việc tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á là câu chuyện buồn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của mình. Nói chung là hình thức kỷ luật khá nhẹ, nhưng rõ ràng là chữ ký trên tấm huân chương lao động hạng 3 trao tặng cho Việt Á đã được đổ cho Ban thi đua khen thưởng và Bộ Nội vụ, chứ không phải người ký là ông Chủ tịch nước khi đó Nguyễn Phú Trọng. Như tờ Thời báo.de đã phân tích trước đây, tấm huân chương lao động hạng 3 Việt Á có chữ ký thật của Nguyễn Phú Trọng như là một sự bảo chứng để cho Phan Quốc Việt dùng nó như sự đảm bảo để đưa hàng rởm mua từ Trung Quốc về Việt Nam dán mã tiêu thụ. Đáng lẽ ra những người mà giúp cho Việt Á có tấm bằng huân chương này cũng phải bị trừng trị để nêu gương, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây là hình ảnh ông Tổng đã trừng phạt Nguyễn Thành Phong. Để có tấm huân chương lao động hạng 3 đầy tai tiếng này phải qua 3 chốt chặn. Chốt chặn thứ nhất là nơi đề xuất, chốt chặn thứ nhì là nơi kiểm tra và chốt chặn cuối cùng là nơi ký tặng. Tuy nhiên, người đề xuất là Nguyễn Thành Phong thì đang bị ông Tổng Bí thư giam lỏng tại Ban Kinh tế của Trung ương, chưa biết đến khi nào sẽ bị quăng vào lò. Chốt chặn thứ nhì là Ban thi đua khen thưởng của Trung ương thì chỉ bị xử lý rất nhẹ và cuối cùng người ký xem như vô can. Trong khi đó, Phan Quốc Việt cần chữ ký của ông Trọng nhất, vì chữ ký của ông này rất dễ dàng được người dân nhận biết và có thể đánh lừa hàng loạt mọi người. Trong chuyện Tam Quốc thì có tình tiết Tào Tháo cấm binh sĩ phá hoại lúa của dân, ai vi phạm là chảm không tha. Tuy nhiên khi hành quân thì chính ngựa của Tào Tháo phá nát ruộng lúa của người dân, thế là Tào Tháo bị rơi vào thế khó. Ông phải chảm chính ông mới giữ được quân lệnh, vì lệnh ông ban ra là không trừ một ai. Cuối cùng ông cũng phải tự chảm chính ông theo cách tượng trưng là cắt tóc thay đầu. Đấy là mẫu chuyện về người chủ tướng phải tự tuân thủ mệnh lệnh cho dù bản thân mình là cao nhất. Với ông Nguyễn Phú Trọng, người dân biết chắc không ai trừng phạt được ông, vì trên tấm huân chương lao động hạng 3 của Việt Á, ông đã ký, mà người dân cần ông thừa nhận rằng chữ ký trên tấm huân chương ấy là sai. Chỉ cần thế là đủ. Vậy mà ông Tổng Bí thư không làm được điều đó. Vậy thì không biết phẩm chất đạo đức của ông Tổng đã giấu ở đâu, hay ông không đủ phẩm chất như cổ nhân. Đây là hình ảnh chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng trên huân chương lao động hạng 3 tặng cho Việt Á. Sau khi vụ tai tiếng tấm huân chương lao động hạng 3 ký tặng cho Việt Á, thì ngày 23 tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 715 hủy quyết định tặng huân chương lao động hạng 3 đối với công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Như thế thì xem là phi tang tội chứng do Nguyễn Phú Trọng đã gây ra. Cách làm của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là lén lút, chưa bao giờ là quang minh chính đại.